Cô Thủy xin chào các bạn. Cô cảm ơn các bạn. Và bây giờ cô cùng các bạn sẽ trải nghiệm đo số đo của bạn Hằng của chúng ta trong ngày hôm nay. Bạn Hằng thì có chiều cao và cân nặng rất là chuẩn size L. Nhưng mà hôm nay là bạn ấy đang vội đi đường cho nên là bạn ấy mặc một trang phục làm sao cho nó dễ vận động nhất. Cho nên là trang phục của bạn đang có một số những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý để khi mà chúng ta đo cho khách, để chúng ta tránh gặp phải những cái gọi là những cái nhược điểm đấy để khách hàng của chúng ta được đẹp hơn. Ví dụ như thế này, như cô đã chia sẻ ở rất là nhiều các cái phần video bài giảng ở trong lớp online cũng như là các lớp học trực tiếp ở trên kênh YouTube, thì trước khi chúng ta đo cho khách hàng, bao giờ chúng ta cũng quan sát khách hàng từ trên đầu xuống dưới chân. Sau đó thì chúng ta sẽ xem là khách hàng có nhu cầu mặc trang phục vào sự kiện gì và mặc đi đâu và công năng như thế nào và mong muốn của khách hàng như thế nào. Sau đó thì chúng ta xem là khách thích màu gì, rồi lúc đấy chúng ta với dùng mắt nghệ thuật và chuyên nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ tư vấn để làm sao khách hàng của chúng ta đạt được những điều khách muốn và đồng thời khách hàng của chúng ta cũng sẽ đẹp hơn. Vậy thì cô sẽ nhìn bạn Hằng, cả lớp cùng nhìn bạn Hằng. Rồi, bạn Hằng của chúng ta rất là tươi và rất là xinh đúng không ạ? Và bạn Hằng thì đang có chiều cao là 1m60 và có vòng 1 là vòng ngực đang là size L, vòng eo cũng chuẩn L và vòng mông cũng chuẩn L. Và vai viết nói chung của bạn là chuẩn L rồi. Nhưng mà cái nhược điểm trong trang phục của bạn ngày hôm nay ý, là thứ nhất là cái phần vai của bạn là vai rất là gọn, nhưng mà do bạn mặc cái vai này là vai trễ, thành ra cảm giác bạn ấy bị thấp và làm cho bạn ấy bị kiểu vai rộng. Đấy, thì đấy là nhược điểm thứ nhất. Nhược điểm thứ hai là cái áo sơ mi này thì cái phần cổ may kiểu đây là vải vải đũi ấy, mặc cho nó mát cho nên là cái phần cổ này là may đơn giản, trông nó cũng không được kiểu như là xịn ấy, cho nó không được VIP lắm cho nên nhìn nó cũng giản dị, thì nó cũng làm cho bạn giảm bị chân kính đi. Cái thứ ba nữa là bạn ấy mặc một cái áo bạn cắm thùng nhưng mà cái phần áo này nó đang rộng và cái nách cũng rộng, thành ra là nhìn cái áo nó đang hơi bị xã xệ thì nhìn cảm giác như người bạn nó không được gọn, còn trên thực tế thì người bạn rất chuẩn luôn ấy. Tiếp theo nữa thì bạn đang may mặc với một cái quần, thì đây là quần dáng xếp ly hay còn gọi là quần côn thụ ngày xưa, thì nó cũng làm cho bạn ấy kiểu đang bị kiểu cái phần cạp này nó nằm ở vị trí không khoe được đường cong, xong kèm theo cái áo nó rộng nữa, thành ra là bạn ấy không khoe được cái vòng eo bạn ấy đang chuẩn, thành ra là bạn ấy bị mất cái phần eo đẹp đi. Và cái phần bụng mông này của bạn cũng thế, khi bạn xếp cái ly này nó cũng chưa đúng cái cách và chưa đúng kỹ thuật, cho nên các cái ly này nó bung ra và nó làm cho cái quần của bạn nó bị phồng ở đây lên, cảm giác bụng bạn nó cũng bị to. Và cái phần quần bạn cắt quần côn thụ thì nó lại làm cho cái phần chân của bạn nó cũng bị ngắn nữa. Thì đấy là một số những cái mà lỗi sản phẩm hoặc là khi mà chúng ta chọn make đồ thì chúng ta cũng phải lưu ý để làm cho đừng để những cái lỗi đấy làm cho chúng ta bị xấu đi. Thế còn nói về vấn đề ưu điểm thì bạn ấy như các bạn biết rồi, khuôn mặt đẹp, cổ cao, vai gọn, vòng 1, vòng 2, vòng 3 đều rất là ok, và kể cả chiều cao cũng như làn da. Thì ví dụ như bạn là mặc một trang phục mà chuẩn form thì cái nào cũng đẹp. Đấy. Và cái nhược điểm tiếp theo của bạn ấy thì bạn có nói nhỏ với Thủy cùng với các bạn ở lớp. Thì đấy là cái phần cổ chân của bạn thì hơi nhỏ một chút, gọi là hơi nhỏ thôi, chứ còn thực ra thì vẫn đẹp. Thế nhưng mà để cho bạn tự tin hơn thì chúng ta cũng sẽ tư vấn cho bạn ấy có thể là khi mặc vest có thể kết hợp với lại những cái chân zip. Chân zip có thể dáng ngắn cũng được, nhưng mà chúng ta đi những cái phần giày hoặc phần bốt ấy, nó có cổ cao lên một chút và nó nhẹ nhàng một chút thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến cái phần cổ chân bị nhỏ. Cái thứ hai nữa là có thể bạn mặc áo vest với một cái dáng chân váy dài, dáng xòe dài, để mặc những cái áo vest lửng trông cũng rất là trẻ trung. Đấy. Và cái thứ ba nữa là bạn cũng có thể mặc những cái mẫu áo vest cùng với những cái quần sóc kiểu giống như các bạn đang nhìn thấy Thủy đang mặc ở đây, cũng là xếp ly, cũng là xếp ly. Nhưng mà cái xếp ly này của Thủy thì nó không bung ra như thế này của bạn. Đó, thì cũng là xếp ly thì bạn ấy cũng vẫn cứ là đẹp và cũng rất là hiện đại. Đó. Và đặc biệt là khi mà mặc những cái đồ xếp ly như thế này thì bao giờ mặc cạp cũng phải cao. Có nghĩa là cạp phải cao lên đến cái chỗ nào mà khoe được cái độ cong eo sườn nhiều nhất thì cảm giác như là nó được khoe được cái đường cong ở đây. Cho nên là bắt buộc khi mà mặc quần xếp ly thì các bạn nên cắt những cái quần cạp cao. Đó, nói thật ra là Thủy cũng chẳng có eo đâu. Thế nhưng là do kiểu mình biết là chỗ nào nhỏ nhất hoặc chỗ nào to nhất thì mình sẽ khoe cái đấy ra thì tự nhiên mọi người nhìn thấy đẹp thôi. Chứ còn Thủy tới 3 size á. Đấy, thì đấy là các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo nữa thì các bạn lưu ý là bạn ấy cũng có thể mặc với áo vest với nhiều những cái dáng quần. Bạn có thể mặc quần ống đứng.
quần ống đứng, nhưng mà bây giờ thì các bạn nên nên sử dụng nhiều quần cặp cao để khoe được vòng vòng eo thì sẽ tốt hơn. Thì bạn mặc có thể quần ống đứng thì ống cũng tầm khoảng 25 đến 28. Còn nếu mà đẹp mà chất hơn một chút nữa thì bạn vẫn có thể mặc những cái ống quần là 30, 32, thậm chí 38 cũng có những cái quần rất là đẹp. Thì những cái quần mà ống cực rộng như thế thì thường là đi dép phải cao và cạp cũng phải cao. Và nhìn nó cảm giác nó rất là chơi luôn. Và bên trong mình mặc một cái áo bó bên trong và bên ngoài mình khoác một cái áo, một là áo sát nách, hai là một cái áo vest dáng suông dài, hay ba là những cái áo dáng vest nhưng mà kiểu dạng là vest bám eo một chút. Thì các bạn hình dung ra không ạ? Đó, thì các bạn ấy sẽ khoe được cái phần chân dài này, khoe được phần eo này và khoe được cái nét hiện đại. Đấy, thì đấy là một trong những cái vấn đề mà cô tư vấn cho bạn khi mặc như vậy. Thế còn phần cổ áo thì bạn của chúng ta cổ bạn ấy rất là cân đối, cho nên bạn mặc cổ gì cũng đẹp, kể cả áo một khuy hay hai khuy hay là vạt chéo đều đẹp hết. Vì bạn ấy đang rất là chuẩn, nhưng mà vì bạn mặc cái bộ trang phục vội vàng trong ngày hôm nay, thành ra là bạn đã bị làm phá mất cái dáng của mình. Đó, nói chung là bạn ấy, cô thì cô rất thích rồi. Vì bạn ấy mà làm mẫu cho cô là chuẩn luôn rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đã hình dung ra được những cái lỗi sản phẩm của bạn rồi, và hình dung ra được là tư vấn cho bạn như thế nào rồi, thì lúc đấy chúng ta mới tiến hành vào các bước đo. Thì theo quy trình đo thì chúng ta sẽ đo theo hai hình thức. Một là chúng ta sẽ đo dài thân trước, để chúng ta xác định xem là dài của thân trước bạn muốn mặc dài đến đâu. Thì cô đang ví dụ là cô đo cho bạn dài đến áo dài qua mông khoảng 5cm đi, kiểu dạng áo vest dáng dài đi. Ví dụ như cô đo đằng trước, đây bạn đứng đằng trước cho cô. Thì cô cũng đặt hai ngón tay lên trên bờ vai. Cô đo dài đằng trước thì cũng sẽ có dài đằng trước này qua hạ ngực, rồi sẽ đến dài xuống bên dưới. Thì thường thường mắt cá tay của chúng ta là nó nằm vào đúng vị trí của ngang rộng mông, là vị trí to nhất. Thì lúc này các bạn không nhìn ra được đằng sau, thì các bạn có thể căn từ mắt cá này lấy xuống cho cô khoảng 5cm. Thì các bạn có thể nhìn mắt cá tay để các bạn gióng ra để các bạn lấy cho bạn ấy là dài áo. Ví dụ cô để cho bạn dài áo tầm khoảng 60 qua đến 5 cm, tầm khoảng 65 đi. Ví dụ như vậy, cô sẽ có bạn dài áo 65. Thì đây là chiều dài đằng trước mà chúng ta chốt luôn để khi mà chúng ta cắt lên sản phẩm sẽ là 65. Sau đó thì chúng ta sẽ đo các phần tiếp theo thì sẽ có dài đằng sau nữa. Nhưng mà đang tiện đằng trước thì chúng ta cứ đo đằng trước luôn. Thì chúng ta sẽ có dài đằng trước này là 65 rồi. Hạ ngực là vị trí cao nhất của đỉnh ngực của bạn này, đang có là 25 này. Hạ eo là điểm thấp nhất này, là 39 này. Cho bạn cao một chút là 38 đi. Nhưng mà bạn đang size L, thôi cho bạn dài 39. Hạ eo thân trước là 39, hạ ngực 25, hạ eo 39. Nếu như ai đó mà bụng to thì các bạn sẽ đo cho cô một điểm nữa là hạ bụng. Hạ bụng của bạn là chỗ to nhất là 53. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ vòng thước sang ngang để các bạn đo cho cô rộng ngực. Thì các bạn cũng sẽ đo điểm to nhất của rộng ngực, và các bạn xoay thước để làm sao thước của các bạn nó bám vào đúng cơ thể của họ và song song với mặt đất. Sau đó chúng ta đặt tay bên cạnh. Đó, và chúng ta cho một ngón tay thôi vào trong. Thì chúng ta sẽ có ngực của bạn, mình đo ôm sát một chút, 93. Bạn đang có là vòng ngực 93. Nhưng các bạn cũng lưu ý là khi mà chúng ta đo các cái vị trí vòng 1 này, thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái phần áo ở bên trong. Áo bên trong thì phải xác định là áo đấy đã phải là chỉn chu và chuẩn form rồi thì chúng ta mới đo. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải tư vấn cho khách chọn cái trang phục ở bên trong nó phải chuẩn. Thì bạn đang có là 93. Vòng eo các bạn cũng cho vào chỗ eo nhất. Vòng eo của bạn đang có là 73. Nhưng mà để thoải mái thì các bạn cũng nên cho một ngón tay vào và xoay thước. Thì cô sẽ sử dụng eo của bạn là 74 cho thoải mái. Và eo này chính là vị trí eo sườn. Đó, đây vị trí cô đo eo đây thì là vị trí eo thân trước cũng như là vị trí eo sườn, là cái chỗ mà hạ 39 ấy, là chúng ta sẽ có là 74. Sau đó bụng của chúng ta, lúc nãy chúng ta đo hạ bụng 53 thì các bạn sẽ đo sang rộng bụng. Rộng bụng là 90. Các bạn cũng xoay đây. Vì chúng ta mới đo là có rất nhiều khách hàng là bụng to hơn mông các bạn nhỉ. Đấy thì chúng ta phải đo bụng. Sau đó thì chúng ta sẽ đo ngang rộng mông. Đó, mông của bạn đang có là 98. Rồi, cái điều mà khi mà chúng ta đo chiều dài này, thì nếu như bạn nào mà cắt áo ngắn đến đâu thì sẽ đo vòng gấu ở đấy nhé. Đây là chúng ta đang đo áo dài là đến qua mắt cá 5cm. Nhưng có những bạn mà cắt áo chỉ có đến chỗ cặp quần này thôi, thì các bạn cũng xác định cho cô là từ trên xuống đến vị trí dài áo. Và các bạn nhớ phải đo cho cô cái vòng gấu ở đấy để chúng ta kiểm tra khi cắt những cái áo ra ngắn nhé. Được chưa ạ? Để tránh trường hợp áo bị rộng. Đằng trước của chúng ta sẽ còn một số đo nữa, là khoảng cách hai đỉnh ngực.
thì các bạn xem đỉnh ngực bên phải, bên trái thì các bạn có thể đặt thước và đo khoảng cách hai đỉnh ngực của bạn ý đang có là 16 đến 17 cm. Size L chuẩn là 17, nhưng mà do bạn mặc bên trong áo nó chưa được chỉn chu cho nên là cô đo được 16. Các bạn hiểu ý cô không ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đo đến phần đằng sau. Thì đằng sau lưng của bạn thì cô cảm nhận thấy ở đây, cô túm cái phần áo này vào thì cô thấy là bạn ấy lưng rất là võng, người bạn rất là chuẩn. Thì lưng võng như thế này thì chúng ta lưu ý khi cắt áo vest ý, thì chúng ta sẽ vào sống lưng nhiều hơn. Thì cái này cô sẽ hướng dẫn ở một số những cái dáng người mà tư vấn cũng như là khi chúng ta tạo form thì cô sẽ nói kỹ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cứ đo đã nhé. Thì đằng sau của chúng ta thì các bạn xem sâu cổ ở đâu, hay các bạn sờ thì có cái cục xương cổ đằng sau này ở đâu ấy, thì các bạn đặt thước ở đó để các bạn lấy xuống cho cô chiều dài. Thì dài đằng sau sẽ đặt thước như thế này. Và các bạn cũng xác định là hạ mông của bạn, ví dụ là hạ mông của bạn là 57, mà lúc nãy chúng ta muốn dài qua mông 5 cm, 57 với 5 là 62, có nghĩa là chúng ta sẽ đo dài đằng sau là 62. Chúng ta có số đo dài đằng trước, có số đo dài đằng sau, lúc chúng ta cắt sẽ rất là dễ, để chúng ta sẽ lên sản phẩm nó đủ với những gì chúng ta muốn. Được chưa ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ xác định hạ eo. Hạ eo thì các bạn thấy eo nhỏ nhất của bạn ở đây, eo của bạn đang có là eo 40. Hạ eo 40 là điểm võng nhất nhé. Cô đang để cái điểm thấp nhất ở đây để cô đo hạ eo, để khi cắt lên nó bám. Nhưng mà tí nữa cô tạo dáng thì bao giờ cô cũng lấy cao hơn là theo eo của thân trước, nó sẽ cao hơn đấy ạ. Rồi, sau đó thì các bạn xác định cho cô rộng vai. Thì ví dụ áo bạn vai trễ như này, các bạn có thể vén vào một chút để các bạn nhìn rõ vai của bạn đi. Đấy, bạn cứ để cho cô vén cho. Đấy, cô đặt như thế này để cô xem là vai bạn ở đâu là mức độ cân nhất. Đó, cô đặt như này, cô xem cân ở đâu nhất. Thì cô sẽ đo rộng vai. Vai của bạn đang có là 38. Bạn đang có là vai 38. Thì bao giờ chúng ta đo rộng vai thì chúng ta cũng đặt tay vuông góc với đầu tay này. Sau đó chúng ta sẽ thụt vào mỗi bên khoảng 1 cm rồi chúng ta mới đo rộng vai. Cho nên là cô đo được vai của bạn là đang có là 38. Và thường thì vai 38 thì trong trường hợp khách hàng nào đặc biệt mà bắp tay to hoặc kích sau to ấy, thì cô sẽ đo thêm một cái điểm hạ kích nữa. Hạ kích là ở vị trí từ xuôi vai xuống khoảng 9 đến 10 cm thì cô sẽ đo ngang sang đây. Thì thường là vai mà 38 thì kích với những bạn nào mà bắp tay to hoặc vai to ấy, thì cô sẽ đo nhỏ hơn khoảng 2 cm. Thì trên mà là 38 thì dưới sẽ là 36. Thì cái này cũng sẽ có công thức và sẽ bổ sung vào cái bài mà chữa theo các dáng người. Thì chúng ta sẽ có 36 ở đây. Sau đó thì các bạn giữ nguyên cả mốc này để các bạn xoay ngang sang đây để các bạn sẽ có một điểm đấy là kích tay. Đấy, kích tay thì cũng tương đương từ trên vai này xuống đây khoảng 9 cm. Các bạn đo sang đây là kích tay và đúng khe nách. Thì của bạn đang có là kích tay là 19 và đúng khe nách bên này. Đây, bạn quay cho cô bên này. Đấy, và đúng khe nách bên này là 19. Sau đó từ điểm đây, điểm khe nách đây, để các bạn sang khe nách bên trái để các bạn sẽ có được kích thân trước, ví dụ như là 32. Đấy, có nghĩa là chúng ta khi mà may áo vest là chúng ta sẽ phải cẩn thận đo cho cô cái vòng kích để tránh trường hợp khách mặc bị lộ bắp tay hoặc là bị chật đằng sau hoặc là bị trùng đằng trước. Thì đấy là cái điều mà rất quan trọng trong phần áo vest. Đó. Thế thì lúc nãy chúng ta vừa đo rộng vai ở đâu thì chúng ta sẽ dừng ở đó để chúng ta sẽ đo dài tay. Thì dài của tay của chúng ta thì bao giờ tay của chúng ta cũng có một chút độ mọng ở trên này, tương đương khoảng 0,5 cm. Thì cô bẻ thước như này, cô đặt vuông vào cái chỗ mà chúng ta đo vai 38 ở đâu ấy, thì các bạn sẽ dừng cho cô tay ở đó để các bạn sẽ cho cô. Đấy, dài các bạn sẽ lấy cho cô này. Dài thì qua mắt cá tay khoảng 2 cm. Các bạn cho bạn dài tay 54 và hạ khử tay là ở chỗ điểm cong của tay ở đây. Hạ khử tay của bạn là 29. Đó. Sau đó rộng bắp tay thì chúng ta sẽ đo sát ở phần nách này. Sát ở nách và các bạn đo song song với đất. Bắp tay của bạn đang có sát ở đây là 20, thoải mái là 30 nhé các bạn nhé. Bắp tay của bạn ở đây, thoải mái ở đây sẽ có là 30. Và khử tay là ở đây. Khử tay của bạn đang có là 23. Và cửa tay của bạn thì chúng ta đo ở chỗ phần này. Thì chúng ta hay có con số trung bình. Ví dụ như các bạn cắt tay size M, cửa tay mà mặc gọn gọn thì khoảng 11, còn size L thì khoảng 12. Đó, còn nếu như bạn nào muốn kiểu ôm ôm mà để mặc cài nó chít hơn và để lúc mình kéo lên để cho nó chun chun lại ấy, thì các bạn có thể cho tay nhỏ hơn. Cho nên phần cửa tay này thì tùy các bạn. Nhưng cái chính là các bạn kiểm tra bằng cách là các bạn sẽ đo cho cô ở cái chỗ phần ngang, chỗ cái mu tay này, để nó phải có cái độ rộng một chút để khi khách mặc ra mặc vào còn đuôi qua được cái phần cửa tay.
Thì đấy là cái mà các bạn có nhỏ mới nhỏ thì cũng phải nhớ cho cô được cái đấy để chúng ta mặc còn vào được cổ tay, được chưa? Thế còn cái phần chúng ta một phần quan trọng nữa là phần vòng nách. Thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có đo vòng nách ở đây. Đo vòng nách ở đây này để chúng ta xác định khi vẽ hạ nách. Thế nhưng mà đo vòng nách ở đây thì rất là khó đo. Cho nên là các bạn có thể sử dụng một kỹ thuật là các bạn sẽ đo cho cô cái bắp tay này, ví dụ là 30 thì các bạn chỉ cần cộng 10 cm là các bạn sẽ có được vòng nách. Đấy, cho nên chúng ta không cần phải đo vòng nách nữa. Và hiện tại thì trên cơ thể một người chuẩn ý, thì sẽ có một số những thông số giống nhau, ví dụ như vòng cổ này, rộng vai này, vòng nách này, hạ eo này, là những số mà có thể nói là giống nhau đến 90%. Đấy, trong trường hợp mà các bạn quên đo một trong các cái số đo ấy, thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô một số trong các số đo cô vừa đọc thôi là chúng ta có thể quy ra được những số đo khác. Như thế nó sẽ rất là dễ và không phải đo nhiều. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đo cho cô vòng cổ. Thì cổ các bạn cũng đo ở vị trí sát nhất của cổ ở đây và các bạn sẽ đo xuống cho cô cái vị trí phần tim cổ. Thì cổ của bạn của chúng ta hơi nhỏ một chút thì cô sẽ cho cổ bạn là 36, đo kiểu hình tim nhé. Cổ bạn là 36. Đó. Và còn một số những kỹ thuật để lưu ý khi chúng ta còn cắt theo công thức nữa. Nhưng mà đây là cô muốn nói sơ qua một chút về kỹ thuật đo cơ bản. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn có câu hỏi gì khi đo mà cảm thấy khó hay là như thế nào không ạ? Cô nói hết rồi đúng không? Cô còn nói kỹ hơn nữa cơ. Nhưng mà ở trong các video của trong lớp học online ấy, thì cô chuẩn bị rất là kỹ, cho nên là cô còn minh họa rất là nhiều những cái hình ảnh để minh họa khi cô đo nữa. Cho nên các bạn có thể xem thêm để bổ sung thêm cái phần đo nhé. Thế cô sẽ tạm dừng video cách đo ở đây. Và cảm ơn bạn Hằng nhé. Rồi, xin chào các bạn.